anh tin rằng dù đã ra đi nơi phương trời xa, em yêu anh được lấy nhớ em trong trái tim, anh luôn mong em quay về đây. Anh cho biết có nhà tí nữa được không? Nó hút, cho biết nó hút một tí nữa được không? Ngày 18 tháng 1 nhé. Mở hàng cho một ông khách ở bên em, mở hàng cho ông khách của Ninh Bình, từ Ninh Bình thuê xe ô tô chạy vào đây lấy một dàn. Nếu mà dàn này mà đến Bảo Châu thì là trị giá tầm 140 đến 150 triệu. Còn là hai đôi BMW. Hai đôi BMW full. Đấy. Hai đôi BMW. Đấy, đang và xe rất to đang phải tháo. Lấy thùng cho ông ấy chứ. Về cho ông về. Hãy ơi, lấy cái thùng ngoài thôi, bỏ cái thùng trong lại cho mất công, dày không nhét được đâu. Lấy mỗi thùng nó có hai cái. Lấy thùng trong. Hả? Để ngoài cho ông ấy về, ông có mát. Mình lấy cái trong mình đóng hàng cho đỡ nhét dày quá, rét nhét sao hết được. Đây, đây đây đang túm cái thành đây 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 túm rồi. Đây túm lên rồi nè. Đấy. Túm đầu rồi đi lo. Xuống tiền. Bê loa đây đi. Shop, shop có lấy luôn không? Shop chắc không nhét được nhỉ? Nói cho anh shop thì nhét được. BB loa đây đi. Một con đẩy mà UF. Tổng. Tổng tiền mấy và tính là mấy đấy Xuân? 15 chia bằng nữa. Cả thu à? Số tí này chỗ nào vậy? Xuân vô Hạnh vô ấy cái.